Suy niệm Chúa Nhật thứ 29 mùa thường niên năm B Bài của Linh Mục Du Sê, Nguyễn Văn Nghĩa, Ban Mê Thuộc Làm đầy tớ Hai anh em nhà GBD đã to gan đến xin Chúa Giêsu cho xí phần tả hữu Khi Chúa được vinh quang Theo mộng tưởng của họ là Chúa sẽ làm vua không riêng gì hai vị nhà CBD vốn được đặc biệt danh là con của sấm sét hay thiên lâu con, mà cả mười vị còn lại đã chưng hửng trước lời của Thầy Giêsu xu Chiến Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Mắc cô chương 10 câu 39 40. Cái lầm căn bản của cả nhóm đó là mong sẽ được có chức vị cao trọng ngoài xã hội và dĩ nhiên sẽ được hưởng vinh hoa của quý khi theo thầy Giêsu. Vị tôn sư người Nazareth đầy đủ quyền năng trong lời nói lẫn hành động, hẳn phải là đấng thiên sai và chắc chắn người sẽ giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ ngoại bang và sẽ được phong làm vua. Ngay cả trước khi Chúa về trời thì các ngài cũng còn hỏi: "Thưa thầy, có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không?" Công vụ Tông đồ chương 1 câu 6. Các vị lầm thì cũng dễ hiểu vì chưa được nghe lời khẳng định của thầy trước mặt Philato rằng người là vua nhưng nước người không thuộc về thế gian này do an chương 18 câu 33 đến 38 nơi con người song hình với tính xã hội thì đó là bản năng thống trị ở giữa một tập thể người ta có khuynh hướng tìm cách làm đầu kẻ khác nhổ sao đi nữa làm đầu con tôm cũng hơn là làm đuôi con rồng dù lớn hay bé. Khi đã được làm đầu thì không chỉ sẽ được kính trọng mà còn được cung phụng. Vì thế, chúng ta không mấy ngạc nhiên khi thấy đây là một chủ đề thường xuyên, trở thành nguyên cớ, tranh luận giữa tập thể nhóm 12. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đệ tớ mọi người. Mắc Cô chương 10 câu 44 Lời khẳng định của Chúa Giêsu là một mệnh lệnh. Thế nhưng, thực tế minh chứng cho thấy chúng ta vẫn còn đặt để mệnh lệnh ấy trên giấy cách nào đó. Không riêng gì người theo Chúa. Quý vị, nóng trọng trách ngoài xã hội cũng khẳng định rằng chính quyền là đầy tớ nhân dân. Thế mà, chuyện đầy tớ ăn trên ngồi trước còn các ông chủ thì khép nếp tìm các hợp, cơm thừa. Đầy tớ thì chém chệ, ngồi ghế salon, nệm dày. Sở hữu nhà cao cửa rộng, còn ông chủ lại vất vượng trong các căn tròi ọp ẹp. Đã trở thành chuyện tử tế của một thời qua các thức phim của đạo diễn Trần Văn Thủy và hình như là của nhiều thời nhiều nơi. Có thể có nhiều lý do để biện minh về việc các ngài đầy tớ sở hữu cũng như sử dụng các phương tiện sang trọng. Các vị ấy cần có phương tiện thích ứng để làm đề tá tốt hơn, hữu hiệu hơn. Các vị ấy không chỉ cần có tác phong tương xứng, mà còn cần có những cái bên ngoài như y phục, đồ dùng, phương tiện đi lại, cách nào đó cho phù hợp với vơi vế hay chất vụ đảm nhận mà thôi. Đây có thể là lời giải thích khá hữu lý và hợp tình. Thế thì đâu là dấu chỉ một người làm đầu đang thực sự làm đầy tớ? Chúa Giêsu đã cho chúng ta một dấu chỉ bằng chính cuộc sống, cung cách hành động của Ngài. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Mất cô chương 10 câu 45 Có thể nói Việc khiến dân mạng sống làm giá chuộc cho muôn người là bằng chứng của việc làm đầy tớ. Tác giả thư do Thái triển khai việc làm đầy tớ qua hình ảnh vị thượng tế biết cảm thương nỗi yếu hèn của nhân loại. Do Thái chương 4 câu 13 Ngôn sứ Isaiah lại tiên báo việc làm đầy tớ bằng hình ảnh người tôi tớ trung thành, chịu đau khổ để gánh lấy hậu quả tội lỗi con người. Isaiah chương 53 câu 10 đến 11 Số người được làm đầu con rồng trong xã hội hay ngoài xã hội quả là không nhiều. Nhưng số người làm đầu con tôm, tôm to, tôm vừa, tôm bé hay các loại tép thì đếm không sẽ. Có một vài người thuộc quyền của chúng ta, giữ quyền của chúng ta. Trong trách vụ của chúng ta thì chúng ta đang được đặt làm đầu đó là đàn chiền chúng ta đang chân dắt, đó là con cái mà ta đã sinh thành, đó là nhóm học sinh ta đang dạy dỗ, đó là những người cô thân bé phận ngoài xã hội hay trong giáo hội. Đó là những người yếu đuối, tội lỗi đang cần chúng ta nâng đỡ, dìu dắt, chỉ lối, dẫn đường. Như thế, có thể nói hầu hết chúng ta đã được đặt làm đầu, đã làm đầu thì phải làm đầy tớ. Để thực sự làm đầy tớ, tiên vàng cần phải có sự đồng cảm, đồng thân, chung phận một cách nào đó. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta khi vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Vì là chương 2 câu 6 đến 11. Xã hội có ngày càng công bằng, văn minh, thịnh vượng hay không? Giáo hội có ngày càng tinh tuyền, thánh thiện hay không? Chắc hẳn phụ thuộc rất nhiều vào việc những người đứng đầu có thực sự sống tôn chỉ, làm đề tớ nhân dân, làm tố tớ của đàn chiên hay không? Mong sao tôn trị ấy không dừng lại ở khấu hiệu hay ở các bài phát biểu hồng hồn, nhưng được hiện thực hóa bằng việc làm và thái độ sống của những người làm đầu ngoài việc các đầy tớ phải hiến dân mạng sống vì chủ thì có được phép và được quyền mạnh dạn mở miệng nói lên suy nghĩ nhận định của mình hay trình bày các nhu cầu chính đáng của mình trước các vị đầy tớ hay không và dĩ nhiên không thể thiếu sự chân thành lắng nghe của các vị này bài của linh mục du xe nguyễn văn nghĩa bang mê thuật